Chuyển sang phần tin thế giới, theo hãng tin CNN của Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ miễn nhiệm Tổng tư lệnh quân đội tướng Valery Zaluzhny trong vài ngày tới, sau khi có những thông tin về quan hệ giữa hai người ngày càng rạn nứt. CNN dẫn hai nguồn tin cho biết tướng Zaluzhny đã được triệu tập đến một cuộc họp tại văn phòng Tổng thống trong ngày 29 tháng 1 để thông báo về quyết định miễn nhiệm. Theo các nguồn tin này, sắc lệnh chính thức của Tổng thống Zelensky sẽ được công bố vào cuối tuần. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là cuộc cải tổ quân sự lớn nhất của ông Zelensky kể từ khi xung đột bắt đầu gần 2 năm trước. Các nguồn tin cũng cho biết, trong cuộc họp ngày 29 tháng 1, ông Zelensky đã đề xuất tướng Zaluzhny giữ một vị trí khác, nhưng ông Zaluzhny đã từ chối. Hiện tại, văn phòng Tổng thống Ukraine chưa bình luận gì về các thông tin trên. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 29 tháng 1, người phát ngôn Tổng thống Serhii Nikiforov đã bác bỏ các tin đồn về việc miễn nhiệm tướng Zaluzhny. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng ra thông báo với nội dung tương tự. Hai nhân vật tiềm năng đang được cân nhắc thay thế ông Zaluzhny là lãnh đạo Cục Tình báo Quốc phòng Kirill Budanov và Tư lệnh Lục quân Ukraine Oleksandr Sikyi. Tổng thống Zelensky và tướng Zaluzhny được cho là đã mâu thuẫn khi đưa ra những nhận định khác nhau về cuộc phản công của Ukraine trong năm 2023.